mini game thì cũng có một phần sôi nổi nhưng mà hồi hộp thì nhiều hơn, tại vì phần đọc số thì không biết là mình có là một người may mắn trong số đó hay không. Tại vì da của em hiện tại là đang bị mụn và nên là kiến thức mà hồi nãy chị có truyền đạt lại thì em cảm thấy là rất có ích đối với em. Mà còn tạo một dấu ấn để em có thêm kinh nghiệm để cho công việc tương lai sau này của em về lĩnh vực tiếp thị VR cho sản phẩm. Cuộc thi rất là hấp dẫn, không chỉ tạo một môi trường tốt để làm việc mà còn có giải thưởng lên đến 20 triệu đồng và những giải thưởng khác nữa. Cuộc thi Marketing Challenge là cuộc thi để cho em những marketer thể hiện được cái sự sáng tạo của mình, đưa ra những cái kịch bản, những cái chiến lược marketing cho sản phẩm, giúp hoàn thiện kỹ năng marketing của mình. Em thích cái hạng mục truyền thông PR cho sản phẩm. Em thấy cái ngành PR nó khá là mới nên là em muốn tìm hiểu nó. Thưa anh, là trong ba hạng mục của cuộc thi thì em thích nhất là Marketing Land, tại vì nói chung là có thể phát huy khả năng tư duy của mình hơn, giúp mình sáng tạo hơn, có thể bổ ích cho ngành mình học của em. Không phải riêng phụ nữ, cả nam cũng vậy. Việc chăm sóc da, các bước chăm sóc da thì cái bước làm sạch và cái bước bảo vệ là hai bước quan trọng nhất. Bổ ích cho em, tại vì em có thêm nhiều kiến thức để chăm sóc da mình nhiều hơn, là có thể dưỡng da mình, có thể thay đổi về cách chăm sóc da của mình. Trong chăm sóc da, hội thảo lần này rất là có ý nghĩa, giúp cho các cái độ tuổi như tụi em, còn nhất là chăm sóc da, biết những cái kiến thức cơ bản để chăm sóc da một cách đúng cách. Chăm sóc da thì em biết là cái phân loại da với lại cách chăm sóc sao cho da mình đừng có khô quá hoặc là đừng có nhiều chất nhờn quá, giúp cân bằng lại da của mình hơn. Dạ, em thấy nội dung của buổi thảo hôm nay thì hay, hấp dẫn, nhất là phần bức thư không trúng thưởng. Em thấy là nội dung rất là tốt, rất là bổ ích cho em. Em có thể dùng những cái phương pháp ở trong hội thảo để chăm sóc da của mình, thay đổi cách chăm sóc da của mình.